Chỉ làng lên. Đau. Ăn rồi ngủ tối ngày hả? Coi cái tướng này kìa. Mới có 4 giờ thôi. 4 giờ như hôm nay là Tết. Tết người ta họp chợ lẹ lắm. Đợi người ta giảng chợ mày ra đó mày hốt rác hay gì? Lẹ đi. Mày làm ơn đi, mày ăn uống mày lẹ làng lắm. Sao lúc làm mày xìu xìu hoài vậy? Đứng dậy làm. Ví dụ mà bây giờ là sáng đi thì không nói. Người ta làm gì có năng suất hơn cái này mà mới có 4 giờ sáng mà sao mà mở mắt nổi mà làm. Ta nói rồi, ngày Tết có mấy ngày đâu, đi ra chợ sớm mình mua ve chai được nhiều. Lẹ đi. Sao bất công quá trời quá đất luôn. Nên con vợ nó được về quê ăn Tết với bà già. Trời ơi, tôi phải trên đây đi làm như một con trâu vậy trời. Năm nay kinh tế khó khăn đủ điều, tao cho bà với con vợ về quê thắp nhang cúng kiến ông bà. Chứ na bốn mạng về chắc trào máu quá. Lên đi lẹ nè. Tết làm chi không biết nữa. Mày ngủ nữa đi. Ôi, trời ơi. Ngủ nhà mày đi nghỉ vụ chắc đói quá. Không mang nghỉ vụ về 4 giờ sáng hết trơn. Im. Dạ bà. Mày đừng nương với tao không? Tỉnh rồi nè, mệt quá đi đi mệt quá nó hoài. Ai giám đốc tao nhầm không bể rồi bán không? Ai giám đốc tao nhầm không bể rồi bán không? Ôi mẹ cục. Ai kêu tao đó? Ôn tám. Sao bà cứ bữa nay đi chợ sớm chưa bà? Tết nhất mà đi chợ sớm mày mua nhiều mày ơi. Ủa mày vợ bỏ hay gì mà đi có hai cha con hả? Vợ tao bỏ lấy con chồng mày á. Nói cái gì vui gì không dạ? Có gì vậy mới vừa với con vợ mày? Ôi cha ơi. Ôi đầu bạc hai thứ tóc của mà nói chuyện vô duyên vô dùng. Ăn nói xà lơ. Ủa? Xà lơ là gì? Thì ăn nói xà lơ là xà lơ đó má. Cái bà là hỏi mày là lơ 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 mà lơ tôi không? Bà lơ tôi không? Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua. Tết này cùng cười lên. Thùng. Ê bà, sao bà chửi tôi bà? Tôi chửi bà là tại vì bà mở hàng ế đó. Cái gì vậy má? Từ ủa? Lúc bà ăn tới giờ là không ai mua hết trơn á. Cái bà nghĩ lại đi, tôi ở đây tôi ăn từ 9 giờ tối qua tới giờ nha má. Má ơi má, từ 9 giờ tối qua tới bây giờ không ai mua con đó má. Má ơi má, qua ngày mới má phải tính ngày mới chứ. Má ơi, cái chỗ cháu rưỡi của con là tính từ tối hôm qua tới bây giờ nè bà nội. Ê, mày thấy ca nào không? Nó nè. Tại đâu? Bữa nay mày bò lên ăn Tết hả mày? Trời ơi trời, cano mà tưởng như thuộc luồng cá sấu vậy bò lên ăn Tết vậy trời. Cha này mà lớn nói chuyện kỳ cục quá trời hả cha ơi. Cái nương như cái bộ lư mới đánh gì đó. Tại vì má, nó bóng đó. Thôi. Mày thử cho mày biết tao bóng. Mày kết được không? Bà nội cha. Trời ơi. Ba nữa, bà không nghe danh cha con mấy cùng sao bà còn đụng vô. Hai chú bảy. Thôi mới sáng sớm mà lấy ngót với con lay đi cho vui vẻ nha, vui vẻ. Còn nhiều đây không đủ mà nhét cả răng mày nữa mày mời tao. Tao nói thiệt cái xóm này á, một là con bò lùi, hai là mày đó. Sao? Cái bộ tam sơn. Con sao? Nhậu hoài. Nhậu rồi sao? Ôi, mày nhậu riết rồi cái đầu mày như cái đầu máy mà nó thiếu nhớt. Nó cứ cà cạch. Nó không có nhanh nhẹn như người ta mày ơi. Con xin lỗi chú nha, cái đầu con như cái đầu máy mà bây giờ đem ra so cái trí thông minh là chưa biết cái chợ này ai khôn hơn con. So là so làm sao? Bây giờ chơi nói chữ. Ai thua chung 20 ngàn. Chữ là giống vậy. Là cái đích của con là cái đầu của chú. Chứ mà nói chuyện tập sạch luôn. Đây nè con về giới thiệu đây. Chú Tám con mượn. Gì? Chú Tám chuẩn bị lấy cái đầu chú Tám đỡ cái đích con nè. Trời ơi làm gì mà dơ vậy? Không, ý là chơi nói chữ hiểu không? Ví dụ nha. Ai biết? Thịt heo. Heo mọi. À mọi người. Người tốt. Tốt bụng. Dễ hả? Đúng vậy, công nhận cái nhìn mặt chú ngáo ngáo gì chú cũng thông minh dễ sao. Bà nội. Thôi thôi mà trời ơi. Sao con nói gì? Giờ hiểu cách chơi rồi, chơi chưa? Rồi. Đó ai mà thua chúng 20 còn chơi thắng không sao hết. Hiểu không? Tao không biết chữ nhưng mà mấy cái này tao biết. Rồi. Giờ chơi là ai thua 20 ha. Rồi bây giờ chú ơi sắp ai đầu tiên nè. Khoan đi. Sao tự nhiên nãy kêu đi bán ve chai rồi giờ kêu chơi mấy ngày này có tiền đâu chơi? Trời ơi cứ chơi đại đi, tao mày buôn bán nhiều khi không có nhiều bằng cái mình chơi á. Okay. Hình hốt mớ về ăn Tết. Cũng được cái này khờ. Trời ơi mặt ngáo ngáo, con nhỏ này nó xỉn nữa. Chơi đi. Chơi phải không? Bây giờ con cho là con cho chú chọn cái vị trí đứng. Là trước sau á hả? Đúng. Ừ. Nó xỉn cho. Mày đứng đầu. Cho con đứng đầu. Rồi, nha, chú nói. Rồi tôi đứng đây con chú bảy nha. Không được, tao đứng đây đi. Nó xịn nó nói cái tao hốt liền. Đúng rồi, lẹ nha. Con nói dễ lắm. Quá. Rồi. Từ đầu tiên nha. Rồi. Dưa hấu kìa ba. Hấu đi chú bảy. Từ mày đừng có hối tao. Nhanh đi cha ơi cha. Không còn á. Chứ cho ăn gian quá tuần này khó muốn chết à.
Hấu gì vậy? Không biết hấu gì hả? Hấu gì? Hấu nỗi đau này tăng 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 bà nội mày với tăng. Trời ơi, nhỏ này đưa cái gì cái tự nó dễ dễ chút xíu coi. Mới vô mày mày đề ba mày quất chữ hấu. Ông chọn chỗ luôn không? Ơi chú ơi, chú ăn bậy chứ đụng nói bậy nha, tại cái vị trí của con là chú chọn á. Thôi đưa con hai chục đi. Đúng rồi đó cha ơi. Chờ cháu múc đi. Sáng chưa mở hàng nữa gặp âm binh của hồn cắt đảng rồi. Thôi bây giờ chơi lại đi. Bây giờ chơi là tao phải gỡ vốn lẫn lời luôn. Đặt cao lên. Cao lên bây giờ nhồi lên gấp đôi. 40 ngàn. 40 luôn, 40 nha. 40 nha. Rồi rồi. Ông bây giờ cho tao sắp chỗ nè. Con thằng này đứng đầu đi. Đó. Trời ơi, chịu luôn dạ. Chồng đứng đầu con vợ mày đứng theo nó đi. Tôi đứng kế chồng tôi nè. Rồi. Rồi con nhỏ xỉn xỉn này đứng đây. À mình người nhà cho thôi. Mày làm sao tao hốt liền nha. Đó tao quay lại một cái là thằng kia nó ôm chỗ. Thấy đàn ông tính xong chưa? Trời ơi sao lo quá. Trời ơi. Bây giờ nè. Đừng dễ nè, bây giờ ai cũng muốn mẹ chứ. Muốn gì? Công việc. Trời ơi, thấy chồng tôi chưa? Đấy đầu năm đầu tháng nói câu nghe được các bạn. Thấy không? Thấy không? Nè, công việc. Có công việc là phải có việc làm. Được rồi. Quan trọng là bà này nè, bà này mới làm cái gì đây nè? Làm cái gì mà có nhiều tiền kiếm tiền cái thầy đó có mình. Nhiều tiền là phải làm gái. Má, không là làm con gái hiểu không? Là như tôi là làm con gái nè, tôi đi kiếm tiền. À, hợp lý, hợp lý không? Hợp lý. Rồi gái gì kìa? Gái gì con? Gái hả? Trời, đã làm gái rồi. Là phải dễ rồi, dễ rồi. Gái gú. Gái gú đúng rồi. Đúng rồi. Rồi gú coi tao. Gú đi. Gú gì? Gú gì? Gú đi cha. Gú gì nhanh đi. Chậm rồi vậy. Sao tối ông nó dướng lại là sao vậy? Gú gô. Gì vậy? Cha ơi gì vậy? Thì ông bà mình nói đó là trăm năm trong cõi người ta cái nào không biết thì lên cha gú gô. Rồi trời ơi. Gú gô 40 cho cano luôn. 40 đi. Bà mày cái đẹp cái xấu cái mặt cái ốm sao mày không nói mày nói cái gú mắc cười quá. Người ta chơi thông minh người ta phải gài cái chữ nào khó chứ bây giờ trả lộn được cái đũa thường ta. Mày bốn nhà vậy chợ mày vừa chung 40 cho người ta đi kìa. Rồi mày phải con tao không vậy? Nhanh đi nhanh đi. Sáng người gặp cái gì đâu không bây giờ đi chơi lại đi. Ừ, bây giờ nhồi một ván này là 50 đứa nào thua là chung 100 luôn. Thôi bây giờ tao sẽ ra cái chữ đầu chơi mình đi má ai gánh được đời. Ủa gì vậy? Đó, tên... chưa biết ai khôn hơn ai à. Ừ. Ủa đang chơi tự nhiên giải tán vậy chơi, bây giờ chơi ăn rồi mày lên gò hả? Đâu có. Chơi chạy gạo vậy thôi chứ kiếm tiền uống rượu. Chơi gì sáng sớm chưa buồn bán gặp chơi hoài. Tám ơi cho hai tô cháo đi, cho hai cô cháo à. Ủa trời ơi, trời ơi nó thôn, nó tưởng cái cục điện nó đi động mà. Theo em, theo. Ma cây nó kiếm mày kìa. Ủa chào anh. Thịt đi em gái. Chở anh bán gì vậy? Có bán gì không? Ủa thịt heo nè, thịt heo nè. Rồi có bán thịt heo hả? Ừ. Không thấy được chứ. Bán gái đi ha. Ủa ba gọi ngon nha. Ừ, mới ngon lấy. Đây lấy nè đúng không? Lấy cho coi cái móng thôi. Cái móng bự, cái móng nhỏ. Cái móng bự. Cái móng bự đúng không? Đúng rồi. Đang ăn cái bự. Đây nguyên cái giò luôn đó. Trời ơi. Chính xác chưa em gái? Còn nửa cái móng kia. Nửa móng. Lấy nửa cái móng kia luôn. Coi coi nửa móng kia. Đây đây. Ủa cái nào cũng ngon hết trơn á. Cái này chim phải nè, cái này chim trái nè. À xíu. Rồi. Rồi. Lấy hết đúng không? Cân 5k đi. 5k trời ơi, hèn gì nhìn tướng cao ráo thì biết ăn nhiều rồi 5kg đúng không? Để lấy hết không. Nha. 5k là 5.000 bạc thôi. Tại biết sao không? Em tính nấu cái bữa cơm dinh dưỡng 5.000 cho 20 người ăn. 20 người ăn? Dạ đúng rồi. Ủa vậy mà anh tưởng nấu cho 20 cái dông ăn chứ. Ôi, 5.000 ăn sao đủ? Bậy anh ơi, em tính hết rồi. Bây giờ anh nghĩ coi, 20 người ăn đó em mua 5.000 thịt nè, em về em lấy cái thịt đó, em bỏ vô nồi em nấu để cho ra hết nước. Thì cái nước đó em làm nấu canh hay nấu gì đó. Còn xong á cái xác thịt đó trời ơi mình bỏ nó uổng lắm, mình xắt nhỏ nhỏ ra cái mình ướp với muối đó cho nó mặn chút xíu thì mình làm được món kho. Xong á thì mình bỏ miếng dầu vô thì mình làm món chiên. Nhưng mà anh ơi, em tính làm xay thịt ra, em tính làm mấy cái như bánh bao nữa mà không biết có đủ 5.000 hôm nữa. Nói chung là thôi, em tính như đó đủ rồi. Cân cho em đi rồi em về lẹ lẹ nè. Mày nói khùng nó đi đủ chưa? Mới sáng sớm chưa ai mở hàng mày mua 5.000 thịt. Rồi ai ăn ai nhịn hả con điên? Thì cắt một miếng thôi thì bán được rồi, sao kỳ cục quá. Cắt một miếng mà mày lựa giò lựa ba chỉ tao lựa hết trơn rồi sao? Thì tao lựa cái gì kìa, tao lựa tao muốn lấy cái gì tao lấy chứ. Trời nó coi kỳ cục lạ luôn nè, có phải con trai không mà sao đã so đôi với con gái như vậy? Mày không biết hả mày? Nhìn vậy là không biết rồi đó. Có vợ có con chưa? Bà Tám nó kiếm bà kìa, bà Tám bà xử con này giùm tôi coi. Trời ơi giá một giá vô đầu mày giờ ba mày nữa tao là vợ đó đó. Trời đất ơi, hai vợ chồng nhìn mặt y chang nha, không biết ai vợ hay chồng luôn á má. Để người ta nhìn cho tao biết được rồi, không cần mày biết. Trời đất ơi, khỏi bà, khỏi mua thịt nữa bà. 5.000 hả, cũng tiền chứ bộ. Bây giờ bà lại kiếm được 5.000 bạc không? Bà đã đưa mày lướm được 5.000 không? Đi không mày. Trời đất ơi. Trời ơi, sáng sớm gặp con sọc dưa đó, thôi mày đóng cửa mày nghỉ khỏe, Tám ơi. Trời ơi, nhanh lên. Trời biết rồi, trời ơi trời. Trời ơi, cái gì, trời ơi, mà mày chờ chờ với tao.
Thì từ 8 cho một tô cháo cũ đi cưng. Gì? Hả? Trời ơi chị ơi, cái chỗ em bán cháo mới không mà, còn cháo cũ em đổ cho heo ăn chứ em đâu có bán. Tao nói cháo cũ là y như cũ, còn cháo cũ cháo thiêu mà ai cho ai ăn má. Trời ơi em tưởng nó cũ người mới ta. Có giờ làm không? Không làm đi, giờ đi đi đi. Đấy. Trời ơi em thiệt tình con Sam nói vậy mà ngồi đi. Trời ơi tôi bây giờ là nổi tiếng lắm đó. Ơi. Cái gì vậy? Ông Rài đâu mất tiêu vậy em mẹ ngọt? Trời ơi thì đi làm kiếm tiền cho cha con mấy người mượn này chứ đi đâu. Trời ơi con người mà tôi tưởng nó con đĩa đó. Mượn tiền gì mà dai quá vậy? Bây giờ tôi phải đi làm cái rượu quơ á để mà tôi kiếm tiền cho cha con báo nè. Cái gì bà ngâm rượu gì? Cái gì? Rượu quơ. Cái gì? Cái gì? Trời ơi sao mấy người này dốt quá. Rượu đó là trời cái ơi. Người mà cái người mà thẩm phán ẩm thực đó. Thẩm phán? Nói gì? Thẩm, nói chung là về cái ẩm thực đó mắc cười lắm. Hôm bữa đó là dì Ngọt có đi vô trong một cái ghetto gần. Cái gì nữa? Cái nhà hàng bự lắm mà nó năm cái star lận. Trời ơi đi vô đó ăn cái buffet. Một quá trời đồ ăn luôn, ở trong đó nó có cái bánh mì đó. Ủa cái dì Ngọt tưởng đâu là cái bánh mì đó là bánh mì thiệt. Dì Ngọt xé dì Ngọt ăn. Ai vậy cái bánh mì giả? Sao mà dì Ngọt đang lên tốt tốt? Trời ơi con ơi, quá trời người coi luôn. Bây giờ người ta bút dì Ngọt á là đi cái viewer đó đó là một clip 2 triệu. Ồ dữ vậy hả? Một vậy? Ngày mà tôi quay 150 clip là được 300 triệu. Ủa ê chồng của tôi. Thôi để mà tôi quay. Dữ vậy trời. Thiệt là mình đi vô mình ăn rồi xong rồi mình cho cảm nghĩ hay mình kêu hỏi à. Đúng ăn thôi là cái gì tiền dễ làm lắm. Ê tụi con cũng có tiền không? Ông già, ông già đừng có bán dây chai nữa. Đi làm cái gì ở đây làm luôn không được. Cái này người ta gọi là có căn có cốt, có năng khiếu mới làm chứ không làm làm chỉ cần có cái người mà nhìn thấy những cái người có căn có cốt là tôi nè. Gì nè bây giờ nè phải đó. Bây giờ tôi có một cái chớp ở đây. Chớp là cái gì? Cái chớp là cái công chuyện á mấy người. Thì nói mẹ cái công chuyện cái chớp. Bây giờ tôi đang nổi tiếng rồi, tôi có nói chuyện bình thường với mấy người được là tôi kêu cái gì đó là hai cha con làm theo cái đó. Nghe lời không thắc mắc gì hết, tôi cho 200 ngàn uống phê. Yeah. Mỗi đứa 200. 200 ngàn. Làm 200 ngàn. Làm đi, làm. Ok. Còn. Ôi, đi mua ve chai cả ngày chưa chắc 200 ngàn á. Vậy đó, bây giờ mình cứ vô làm, tôi kêu làm gì làm đó thôi hả? Làm cái gì là làm cái đó. Không thắc mắc. Ờ, không thắc mắc. Ờ, nhất là khi mà tôi đang quay á là phải nhập vai vô. Chừng nào tôi kêu ngưng mới là thôi, xả vai nha. Chưa gì làm đó thôi đúng không? Ừ, không được thắc mắc gì hết. Không được thắc mắc nhưng mà tôi. Nhưng gì? Làm thắc mắc rồi đó. Ừ, 200 làm. Vô nhà hai vợ chồng nè. 8. Hôm bữa bàn cái toàn ten rồi đó nhớ không? Toàn ten là đứng kia. Trời ơi, sao mà cái toàn ten là cái ý tưởng đó. À cái gì chuyện hôm qua nói đó đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình vô mình làm đi cưng. Giờ làm luôn hả? Giờ đứng đâu đứng đâu vậy đâu? Làm tôi nè, tôi nè đứng bằng kia đi. Hai đứa cái này đứng kia. Chừng nào tôi kêu vô làm. Rồi. Xét máy đi. Bấm rồi có phun cờ được cho đẹp đẹp chứ. Nấu chảo quá đúng không? Rồi. Vô nha. À xin chào mọi người. Hôm nay cô Ngọt đi chợ. Cô Ngọt vô tình thấy một cái quán là cái quán cháo lưỡi. Trời ơi, cô Ngọt mới kêu một tô cháo lưỡi ra. Đó mọi người ơi, đây nè, tô cháo lưỡi với đầy đủ topping nha. Ta nói có gan nè, có lòng, có phèo đủ thứ chân. Bây giờ cô Ngọt sẽ thử một miếng nha. Cái vị nó ngon mà khi mình húp một miếng á, cái lưỡi của mình quấn lấy cái lưỡi heo. Tao nói ngon mà nó có 15 cành thôi mọi người. Nhưng mà đặc biệt hôm nay cô Ngọt đến cái quán cháo này không phải chỉ quay món ăn ngon, mà cô Ngọt muốn giới thiệu đến mọi người một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đây là người vợ. Năm nay đã 30 tuổi rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba. Đây kìa mọi người nhìn đi. Đó, mỗi lần cô ấy cười á, là lòng của cô Ngọt đau như cắt, chưa hết đâu. Còn người chồng lúc nào cũng mù loà, hàng ngày phải múc cháo, phải mưu sinh, rất là khổ đau và cực nhọc. Vậy mà cái lũ ác ôn Ăn cướp Cướp rồi Cái gì vậy? Trời ơi, kịch bản chi? Cái gì có giá hả cướp? Là cướp cái gì có giá cướp? Cướp đi! Ta là thật ra ta cướp đi! Cướp cái gì có giá? Có giá rồi! Trời ơi! Kể từ đó... Mất ơn rồi! Kể từ đó, vì không còn cái giá nữa nên người chồng phải múc cháo bằng tay. Ây da! Đôi tay lúc nào cũng lở loét. Mà người vợ lúc nào cũng cười. Mọi người ơi, nghe
ai đi ngang thấy cái video clip này thì mọi người hãy cho một share để nó lên thịnh hành. Hoặc có ai đi ngang quán cháo lưỡi thì vui lòng ghé ủng hộ một tô để vợ chồng vượt qua khó khăn nha. Đó, xong rồi đó mọi người. Xong rồi. Ôi mà chị hãy về cắt clip cho chị rồi gửi qua cho chị Duyệt nghe chưa? Đâu được. Gì vậy? Tự nhiên mấy người nãy diễn đi diễn khùng cho 200, tôi đưa có 150 à. Rồi 300 được chưa? À, rồi về cắt đi, cắt hiện tại đi. Em bị một ngày chị 30 clip đó. Rồi. Ê. Được không? Nãy tôi làm ăn cướp về đạt không? Trời ơi được đó, hơn là tôi không có nói trước đó. Chứ tôi nói trước là không biết được diễn rồi. Ôi cướp cái đồ có giá quá trời nè má. Thôi gì cũng được nữa. Ê. Đưa tiền đi. Từ, mày hay quá 80. Trời ơi, đúng là vợ chồng mày là có khiếu nha. Có khiếu hả? Cái mặt của mày mà lúc khùng là y chang thiệt luôn. Nó ngáo ngáo, nhất là cái lúc mà cướp đồ đó. Mà đứng nó cười không. Đắt là đắt cái chỗ đó nha. Rồi là người ta thương cái chỗ đó. Cái clip này mày lên một cái nó cũng nổ để lên luôn nè. Hai vợ chồng luôn, chuẩn bị đi, khách tới nượm nượp cho bà coi. Thôi ta. Khoan. Gì? Bà Ngọc, tôi thắc mắc gì nè. Bây giờ mà quay vợ chồng tôi bị con vợ bị khùng, rồi tôi bị mù gì không, mốt lại khách tới ăn rồi tụi tôi phải diễn gì luôn hả bà Ngọc? Ừ ha. Ông nội ông nói tôi mới nhớ nè trời. Ừ. Tự nhiên hai vợ chồng tao đang lạnh lặng lên clip cái bị tặc ngang vậy má. Trời ơi sao tụi mày dở quá à. Bây giờ xã hội người ta thích drama. Trời ơi tụi mày làm mấy cái clip mà cuồn cuồn không ai coi hết trơn á. Mày cứ yên tâm đi. 1-2 tháng sau là có cái clip mới là tao quên nè. Sao mà quên được. Bà đăng cái clip bà lên, tôi post clip hậu trường này á. Để coi. Ôi, ê, cái gì? Ê, hai cha con tôi không biết. Ê, hồi nãy giờ là tao giúp vợ chồng tám nha, chứ tao không làm bậy bạ gì nghe. Bà nha bà. Bà biết là bà hết ý tưởng mà làm điên làm khùng. Còn chú Bảy nữa. Con chú già đầu mà chú hợp tác chú làm bắt chuyện điên khùng gì với nó vậy? Tôi kêu tôi làm tao cũng biết gì đâu. Rồi sao? Rồi mày muốn làm gì tao? Tôi quay là tôi ức lên chứ sao? Rồi chắc tôi sợ quá, mày càng đăng lên tôi càng nổi tiếng chứ sợ hả? Bà hay quá. Điện thoại. Tưởng tai biến không mà. Giọng tôi không có xài điện thoại sang không biết đâu. Alo. Ôi trời ơi, anh gì hả? Ôi anh chức rồi đó hả? Anh ra đây ăn cháo với lưỡi em không? Lưỡi gì dạ cục vàng? Thì lưỡi heo chứ lưỡi gì? Thôi anh không ăn cháo lưỡi heo đâu. Sao vậy? Bởi vì anh đã có lưỡi của em rồi. Ê, thí dụ nói về xuống Diêm Vương cắt lưỡi luôn trời. Ê, cắt lưỡi không á? Nổi da gà quá má ơi. Chân ơi, sao tự nhiên bữa nay đi ra chợ kiếm em luôn vậy? Anh nhớ em á. Mà hôm nay kỳ quá nha. Sao kỳ vậy? Em có biết trong lòng anh em là cái gì không? Là cái gì vậy? Là cái máy lạnh á. Tự nhiên nói sao máy lạnh. Thì đó, vì mất em là anh mất mát á. Sao con nói gì? Anh nói xà lơi. Làm gì vậy? Hả? Thấy ta lên lời có người yêu đẹp trai rồi mấy người ăn canh tị hay gì? Ê chú Bảy. Gì mày? Tôi lo cho bà Ngọt quá. Gì lo? Nhìn tướng thằng đó kìa. Nó ít nhất á, nó phải nhỏ hơn bà cả chục tuổi, hiểu không? Ê! Hả? Mới nói gì đó? Mới nói gì đó Tám? Mới nói gì đâu? Mới nói là ảnh nó nhỏ hơn tôi 10 tuổi hả? Ờ. Trời ơi mấy người nghĩ sao vậy, cái mặt này á mà tôi lớn hơn 10 tuổi hả? Chứ nhiều. Hai thôi. Vậy? Hai tuổi hả? Hai con giáp. Trời ơi. Thiếu điều bà đẻ được nó luôn đó. Ôi mấy người mở miệng ra bởi vì mấy người cổ lỗ sĩ lắm. Mấy người không có nghe nhạc hả? Không nghe nhạc sĩ người ta viết hả? Viết cái gì? Lên nhạc. Khi em 20 anh mới sinh ra đời. Ngày em 40 anh cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc niềm ai. Cuộc đời niềm thắng niềm cay. Vui đón sầu đây. Đó, mọi người nghe chưa, cái bài này người ta viết lâu lắm rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tình yêu không phân biệt tuổi tác, hiểu không? Trời ơi, cái đám cô lỗ sĩ. Tại vì ôi, tôi nói cho bà nghe nè bà ơi. Tại bà là bạn của bà vợ tôi mới nói. Chứ trong tình yêu á, bà như là tấm chiếu mới chưa từng trải. Tôi sợ nó gạt bà thôi. Nè chú, tôi nói cho chú biết nha. Tôi có gạt cả cái thế giới này thì tôi cũng phải chừa em Ngọt ra. Đừng có làm trái tim của người yêu tôi sao động. Mà chú có biết không, người ta nói á, có vợ là phải biết làm đẹp lòng bên nhà vợ. Mà em Ngọt của tôi á, đơn thân độc mã, tứ cố vô thân, bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ. Ủa anh biết nói gì không ạ? Anh biết sao? Ê Cano, mày qua mày dắt bạn nhậu mày về đi chứ. Duyên Ngọt, nhà tôi á là đơn thân, chỉ có bà con ở đây á là bạn bè thôi. Sẵn có bà con đây, tôi tuyên bố luôn, tôi á thật lòng với em Ngọt. Tôi muốn lấy em Ngọt làm vợ.
bởi vì tôi với em Ngọt là cặp đôi trai tài gái xỉu. Xỉu là gì? Xỉu là đẹp xỉu luôn á. Ôi tôi nghe có mùi cờ bạc rồi đó nghe. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Bây giờ mọi người hỏi tôi là ai đi. Không. Trời ơi, theo này nhiêu ký vậy? Ai rảnh mà hỏi. Ừ quá à. Không rảnh hết trời. Hỏi giùm đi ta. Thôi đi má. Hỏi má ơi. Bảy cục. Bảy cục hỏi giùm là. Rảnh mà lắm cho em. Rảnh đâu má tự nhiên rồi. Má hỏi nha, nhục nhã. Nè cho hả. Có chết tao cũng không hỏi. Đúng vậy đó. Cho 200.000. Trời ơi trời ông già. Chú em đẹp trai dễ thương này là ai vậy? Trời ơi hèn quá đi. Để trả lời câu hỏi của chú, tôi xin trả lời xong nữa. Đây hả? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là David Ngô, là tổng giám đốc của công ty đầu tư và phát triển đào tạo tài năng Việt. Ladies and gentlemen. Ôi ôi. Let me introduce myself. I am David Ngô, the General Director of Investment and Development Company for Vietnamese Talent. Ai quá, trời ơi, quá. Chú nói tôi mệt quá. Nguyên khúc đó tao nghe được đúng chữ ngu. Mà được không? Anh phải giới thiệu công ty của anh đã bành trướng trên 200 quốc gia, cung cấp hơn 100.000 người mẫu, ca sĩ, KOL, người nổi tiếng trên toàn thế giới. Bất kỳ ai rơi vào tay tôi thì cặn bã xã hội, tôi cũng đưa lên trở thành một ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật. Thôi là trời làm như ở đây nguyên đám ai cũng làm ta lành được hết. Khoan khoan mà tám cho dịch khúc này đi, khúc mới nói đó, dịch tiếng Anh đi. Dịch được không? Dịch tiếng Anh đi. Ủa? Song ngữ mà. Bây giờ ông bán thịt heo, anh dịch ông có hiểu mà. Đúng rồi đó, bán thịt heo mà đòi hỏi quá. Nhưng mà tôi không tin. Ông mới vô duyên á, tự nhiên nghề nghiệp ta mà ông không tin. Tôi không tin một người tài giỏi như vậy lại yêu một người như ba. Đúng à. Những lời nói cũng có tính sát thương đó. Chú đừng làm tổn thương trái tim người yêu tôi. Có thể mọi người ở đây không tin là tôi sẽ yêu em Ngọt vì điểm gì, nhưng mà mọi người phải hiểu là tôi tiếp xúc toàn là người đẹp, cho nên là tôi thích sự độc lạ thú vị mà chỉ có em Ngọt ở đây thôi. Từ lúc mà tôi gặp em Ngọt là tôi chỉ muốn thờ. Nó thờ gì vậy? Tự nhiên ra ngoài đường rồi nói gặp em muốn thờ là gì vậy? Thì đúng rồi, gặp em anh chỉ muốn thờ. Một, thờ ít thích. Hai, thờ ương. Nghe chưa chị Mỹ Trà? Ôi thôi, giải tán mưu sinh đi, sáng sớm chưa ăn cơm trưa mà ăn cơm chó rồi. Mưu sinh à? Có phải chú đang lo lắng làm sao có tiền ăn Tết đúng không? Đúng vậy. Tôi là người lao động nghèo, tôi không có tiền ăn Tết. Còn anh đã có thịt nhưng chưa có trứng thì làm sao nấu được nồi thịt kho để ăn Tết đúng không? Đúng. Tôi không có trứng. Chị không biết làm sao có tiền để lì xì mấy đứa nhỏ ăn Tết đúng không? Đúng rồi. Không có tiền lì xì bán ế, không có tiền lì xì cho con cháu. Đặc biệt là chị không có tiền uống rượu. Đừng lo lắng, hãy về công ty của tôi. Nhân dịp Tết đến xuân về, công ty của tôi đang tổ chức casting tìm kiếm tài năng trên toàn quốc. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng. Thiệt hả? Cái gì? Mày uống rượu ra tôi đâu biết làm mày gì đâu. Nổi tiếng chị cha. Dễ lắm. Bây giờ tôi sẽ mở một đoạn nhạc nha. Mọi người chỉ cần đi theo nhạc, giới thiệu bản thân, họ hàng, địa chỉ, mà làm sao phải thật ấn tượng nha. Tôi thấy được, tôi cho đậu. Phải như là mấy cái bà mà thi qua hậu trên TV vậy đó đúng không? Đúng rồi. Làm được. Dễ lắm. Tôi làm được luôn. Nhưng mà tự nhiên cách tên này đậu làm gì? Có thưởng gì không? Phải có thưởng chứ em. Bây giờ ha, ai mà đậu là tôi ký hợp đồng liền. Tôi ứng lương trước cho mọi người ăn Tết. Mà ai rớt nha, tôi lì xì cho 5 triệu ăn Tết luôn. Trời ơi. Đủ như trời có tiền ăn Tết luôn. Hai trăm mười thua mà 5 triệu hả? Thua là được 5 triệu. 5 triệu là uống đạn rượu quá luôn. Uống quá một luôn. Thì đó. Thì không. Ê khoan đi. Yeah. Sao tự nhiên dễ tin vậy mọi người? 5 triệu nữa. Không, 5 triệu nữa. Mày á. Cơ hội chỉ đến có một lần. Bây giờ muốn chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Ai muốn chơi? Chơi ai vậy? Cho em hỏi, ở đây có phải quán cháo lửa?
Lưỡi không ạ? À? Đúng rồi, cháu Lưỡi á. Ôi may quá, cháu Lưỡi đây rồi. Đút cái ghế cho nó, tội nghiệp quá. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Dạ, ôi may quá, cháu Lưỡi đây rồi. Từ ngày má bị loãng xương, em quyết định ăn cháu Lưỡi mỗi ngày để bổ sung canxi ngừa loãng xương. Ủa còn có Hiếu chưa? Ôi trời, anh Hiếu đây rồi. Cái gì vậy? Cho em một tô cháo Lưỡi full topping, không lấy topping, bỏ pudding, ít hành, nhiều tiêu. Lấy giá trụng medium rare cho em nha, đừng có trụng chín quá nó mất chất. Cháo mình múc riêng, đừng có bỏ nước chung, tại vì em ăn chậm á, cháo nó nở không có ngon. Ê, nói nghe nè gái ơi. Dạ. Cái căn tu của chị chưa có tới ha. Đây là cưng thèm cái gì thì cưng vô cưng làm đi, chứ chị làm không có được rồi đó. Gì vậy? Gì vậy? Vậy là cái quán cháo này không có phút để em ăn rồi. Gái gái, xách cái giá đầm cao lên cưng. Dạ xin lỗi, tại cái giá con nó dài vậy chú. Dạ. Rồi thịt heo sống không? Ôi trời, thịt heo sống đây rồi. Từ ngày ba em bị gút, em quyết định không ăn thịt heo sống nữa. Vậy ăn dâu không? Dạ không. Qua đây chú cho ăn ve chai nè con. Ôi may quá, ve chai đây rồi. Mày ăn được luôn hả? Dạ không có tiêu chú. Dạ con không có ăn. Ê cái con này nhìn nó bại bại giống ba lùi quá vậy. Không, ba lùi đâu có đẹp vậy. Hôm qua ba lùi nhậu với con xỉn dữ lắm, chưa tỉnh nào. Lén tao đi nhậu hả? Alo, bạn nói gì vậy? Hả? Trả lời đi dạ. Ủa? Cái cô này phải là cái cô mà hay qua hậu với truyền hình mà có những cái bước đi uyển chuyển kỳ lạ không? Nổi rần rần không? It's me. Người lên tiếng hả? Trời ơi. Tụi chị sắp tổ chức thi kiểu như thi talent á, thi mà tài năng á. Có gì dạ, em chỉ tụi chị đi khác quốc với. Thôi được rồi, thôi được rồi. Mấy chị năng nỉ dữ quá. Em nhìn những cái bộ mặt này kìa, trời ơi. Con cái này nỉ em cỡ vậy mà hỏi sao em không động lòng nhìn cái mặt này. Thôi đừng có năn nỉ nữa. Đừng có năn nỉ nữa, được rồi em chỉ mà đừng. Được rồi. Thôi được rồi, được rồi, đừng có năn nỉ, đừng có năn nỉ mà. Thôi con bé này buông tay chị ra, sao mà năn nỉ chị dữ vậy. Thôi làm đi. Dạ dạ để em làm cho, em chỉ và đừng cắt mớt cho nha. Dạ em bắt đầu từ đâu hơn hả? Rồi từ cái cổng chợ kìa mà đi xuống. À, cổng chợ. Dạ được, dạ được, dạ được. Rồi. Dạ rồi ạ. 1 2 3. Ôi ghê vậy. Đúng rồi, gái à, là gái à. Nhìn đã ha. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái chân bị tật á Kinh. Không chỉ đặt tắt sao? Ờ lừa banh hả? Có vừa giống vừa kinh thông vậy? Ông hiểu à, chấm thá đi. Mẹ chú Hân Thôi Mẹ Nhà mẹ. Mẹ ơi hay quá. Cảm ơn. Em ơi, dạ? Em tài năng quá. Em là phải về công ty của anh thôi. Ôi, tiếc quá, bây giờ em có quản lý rồi, công việc em làm còn hết. Em phải suy nghĩ lại. Trời ơi, gì vậy? Trời, từ từ. Chú rút giùm con. Chú rút giùm con. Rút giùm con á. Rút cái bè sườn số mấy? Dạ không, dạ không, cái điện thoại cái lần sau lưng dạ. Dạ. Ghê trời, lẫn được cái sau lưng hả? Dạ cảm ơn chú. Gì mà bây giờ hay ha. Dạ dạ. Alo em nghe nè. Rồi, em tới liền. Em biết rồi, tới liền. Gì vậy? Ơi, nó. Trời ơi. Ủa? Cháo quá hả? Mấy ngày nay bận chạy show quá, không có thời gian húp tô cháo nữa. Ê, cháo của tao. Cưng, ê, Cưng ơi. Thôi kệ nó đi, bà nội cha tôi cũng giống đầu vậy nữa. Ôi ơi. Ê, nó nổi tiếng đã quá ha. Ê, tính ra là, ê, người nổi tiếng sướng quá à. Ê. ăn xong đi làm xong cái qua đây ăn xong cái không cần trả tiền đi mà, tại sao kiếm tiền nhiều lắm mày ơi. Thôi bây giờ rồi ráng vô cái công ty này đi, biết đâu mày mốt mày nổi tiếng rồi sao. Thì bởi giờ cho con thi nha. Chơi đi. À, muốn thi chưa? Thi đi. Rồi mọi người bình tĩnh, ai muốn thi dàn cọc 2 triệu. Ủa vậy mà nãy xong nói mà, từ đầu đâu có vậy đâu. Tiền có mất đi đâu, tôi giữ đó làm tin thôi chứ. Mấy người đăng ký là muốn thi muốn không thi bỏ, uy tín công ty tôi làm sao. Dàn cọc có 2 triệu chứ nhiêu, thua được 5 triệu. Thôi, nhiều khi cái tương lai mình nằm trong 2 triệu đó. Bây giờ mình bỏ qua cơ hội là mày, tao với mày sống vậy hoài luôn. Mình có tiền đâu. Ngọt.
Ngọt, ngọt, ngọt. Cho mượn 2 triệu đi Ngọt. Ủa cái gì vậy trời? Bà có tiền bà giàu nhất đây mượn. Ừ. Bà cho mượn 2 triệu trước đi. 10 phút sau tôi chuyển trả cho. Cho hai vợ chồng tôi cái gì vậy trời? 1, 2, 3, 4, 5 người là đâu? 10 triệu nhiều. 10 triệu. Trời đất ơi, bà giàu. Nói chung là tôi nói thiệt luôn, bây giờ là tại được người yêu tôi uy tín nên là tôi cho mọi người mượn. Xong rồi 10 phút sau có kết quả mọi người trả tôi. Đúng rồi. Ví dụ như tôi không có tài năng là cũng được 5 triệu cơ. Biết rồi, để bây giờ tôi chuyển khoản cho ảnh nè. Tôi nói cho mọi người biết nha, tôi quen ảnh 1 tháng rồi. Bao nhiêu tiền đầu tư của tôi là ảnh đầu tư hết. Tiền nhiều người ta cái gì vậy? Không có tham, không lẽ tao tham cái mặt cắt. Hiểu không? Đó. Ráng giúp đi, mốt con tôi nó nổi tiếng tôi giúp lại cho. Honey ơi, em chuyển khoản ở đó 10 triệu anh kiểm tra nha. Rồi, vô rồi Honey. Rồi, thi tài năng nha. Rồi, tôi tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Chú em ráng chiếu cố nhỏ gái tôi. Thấy vậy rồi chứ rồi nhiều tài năng lắm á. Trời ơi. Ai đi trước kìa. Ủa bà đó. Rồi bà đó chuẩn bị luôn. Trời ơi, bà lên luôn rồi cho bà trước đi. Kazumi Takeshi Satoshi Kimono, 26 tuổi, Bình Dương. Tôi có trang phục dân tộc nha. Đầu tư quá ông ơi. Con cái ta đó coi cũng bị sao mày không phụ tao. Rồi rồi lại là hai bắt. Võ bắn đúng. Lưng với chơi. Quân mấy cục nhưng chỉ có 1 cục thôi. Ơi nói ngày nào khoan đi khoan đi. Ê tôi thấy nãy giờ thi không có vui. Ê bà hỏi của tôi hả bà? Ơi, không làm không chết thì nó không vui. Không không, ý vợ tôi á là tôi với vợ tôi làm không vui. Đúng rồi, sao có năng khiếu bằng tụi tôi? Tụi tôi thi năng khiếu khác mà thi nguyên gia đình được không? Nguyên gia đình hả? Ừ. Rồi ok thi đi. Gạt luôn đúng hả? Rồi đâu. Ơi, mày đi gì vậy? Mà mày không dạy được á. Từ nãy giờ hôm nay tao dạy nó. Con tiền đâu bước ra đây. Chạy vậy? Mày bước ở đây. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi ha. Mình cũng học, người ta cũng học. Mà tại sao người ta được 10 điểm, mình có 9 điểm? Trời đất ơi, đúng mà. Còn cố gắng hết chân rồi. Cố gắng cái gì? Trời ơi, trời ơi, đừng lao mày ăn học ha. Cho tiền cho nó ăn học tới lớp 5 rồi. Mà căn bậc 3 của Lý Thừa 2023 đảo Hàm Quốc bằng 45 độ kinh Bắc, 15 độ kinh Đông mà nó không biết bằng bao nhiêu. Cha con không ai bị mẹ con lấy chồng khác bỏ cha mày. Thì gì cũng bỏ chồng gì theo thằng cha mày. Vì sợ mang tiếng như lắm thôi là con. Vì sợ người ta đánh giá gì. Cho nên ngày hôm nay gì phải đánh con. Để ngày không có đánh giá gì. Sao mà tự nhiên đánh con nhỏ? Tôi gặp đi ra coi. Trời ơi, người coi nè. Trời ơi. Trời ơi, cái vết bầm như vậy. Trời ơi, trời. Cái này là bị đánh nhiều lần lắm rồi nè. Trời ơi. Ở đây có mình nó còn đánh vậy á. Về nhà đánh cỡ nào nữa. Mọi người, vợ tôi không có gì vậy đâu. Bên kia. Không có cái gì mà không có. Trời ơi, hôm bữa giờ chỉ thấy trên mạng không mà bây giờ thấy ngoài đời sờ vậy nè. Mà nói không có. Quá rồi. Không có sao hết, ở đây có người lớn, có con chú nè. Nè, bây giờ á, về nhà, nếu mà con khai ra là bả đánh con hơn đúng không? Không sao hết, có cô chú ở đây, bây giờ có cái gì con nói đi. Xong rồi cô chú lên kêu là chính quyền xuống còng đầu nó. Ha? Đúng rồi. Con nói đi con. Cầm đầu đi. Chú Tám nè, con chú Tám nè. Tôi hết đây. Tôi cũng là con người mà trời. Tôi cũng biết yêu thương vậy. Gì vậy? Trời ơi, nó chỉ là một đứa con nít không à. Mà trong khi nó là con của người tôi thương, nó không lẽ giờ tôi đánh nó. Ủa bây giờ nè, nếu mà không đánh thì làm sao có bằng chứng như vậy? Thì đó. Quá trời quá đất rồi. Chú ơi, chú không có gì. Thôi, mọi người nghe tôi nói nè. Tôi biết á, là tôi không có dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng mà không phải là tôi không lo cho con gái của tôi, cho vợ của tôi. Mấy cái chuyện trên mạng mọi người thấy á, tất nhiên á, nó rất có thể xảy ra. Nhưng mà chắc chắn trong gia đình này là tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra đâu. Nó còn có nhỏ xíu à. Nó chỉ là một đứa con nít à. Ăn chưa no, lo chưa tới. Mà bạo lực giải quyết được cái gì? Tôi thương nó còn không hết nữa. Ở đó mà quánh nó. Trời ơi, ông quýnh cái người nó bầm với ai quýnh. Đánh nó đi. 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 Đánh nó đi.
Mấy cô chú ơi, đừng đánh ba mẹ con nữa. Con ơi, cái bà này đánh con như vậy mà sao con bên bà làm cái gì? Không đúng phải đâu. Rồi. Tại vì con tập giữa kịch đó, bạo lực gia đình ở trên trường. Ủa, con biết tập với ai, con nhờ ba mẹ con tập chung luôn. Vậy chứ bây giờ con làm gì mà bầm mình bầm mấy vậy? Con đua xe dưới cái đầm té. Trời ơi. Cái con này, ta phải cứu vô đầu mày. Trời đất ơi. Con bé nó hiếu động thôi, có gì. Hiếu động thì mày sao nói để người ta hả đánh mẹ mày quá trời con. Mà con gái mà đi đua xe vậy không biết nữa. Thôi mấy người im hết đi. Trời ơi, làm mẹ thì cũng có mẹ đít, mẹ đát chứ. Người ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, nhưng mà tôi không biết ai sao. Chứ tôi là tôi thương con chồng, con tôi thì con nào cũng thương hết trơn á. Nó đều là con nít hết trơn á. Trời ơi, bây giờ bạo lực gia đình có giải quyết được vấn đề gì không? Hay là đưa nó đi xa hơn? Trời ơi, trời đã là con người thì yêu thương, chia sẻ với nhau còn hết nữa. Ở đâu tự nhiên dùng bạo lực mà trong khi đó nó là một đứa con nít nữa. Mà là con của ai? Con của chồng tôi, người tôi thương nữa, không lẽ giờ tôi làm gì nó? Qua khoan xí đi, con hỏi cái ví dụ mà tình thương này con hiểu rồi nè. Mà mắc gì người ta đang thi cái kiểu mà thi năng khiếu rồi gia đình làm gì? Nhưng mà tin không? Ha. Tin liền luôn á. Thì diễn sức tưởng bạo lực gia đình không. Ủa, vậy nãy giờ diễn không hả? Diễn cha ơi, tôi tưởng là thiệt không á. Trời. Diễn như thiệt mới tin chứ, mới có giải chứ. Trời ơi. Trời. Thôi vậy có chuyện gì thôi, giải tán gì sớm đi. Đúng rồi, giải tán đi. Khoan đi. Gì má? Hay quá, giải tán hay quá. Nãy chửi người ta rồi đánh người ta như con đẻ, ít nhất phải xin lỗi người ta một tiếng. Này con trên con đang làm đâu? Dạ xin lỗi. Đó, xin lỗi đàng hoàng, mỗi người xin lỗi một tiếng đi. Này cái sao mày mắc xin lỗi gì quá tao vậy? Ôi, con thấy cô chửi dữ lắm luôn á. Chửi quá trời quá đất, xin lỗi người ta đi. Xin lỗi không chưa? Trời ơi, không ai xin lỗi như vậy hết, phải có lòng thành đàng hoàng chứ. Mà cái con nhỏ này ghê luôn á. Biết gì mới này tống ra nhiều chuyện rồi. Mày nói đi. Chị ơi, xin lỗi cho em chị. Được chưa? Chị Tám xin lỗi, tha lỗi cho bà đi. Thì tha đi bà, xin gì không tha nữa. Ôi, sao mà cứng than gì chứ gì? Hồi mình muốn không có vậy nữa, dạ xin lỗi cô Tám. Kháng ghê. Thiệt á, xin lỗi mà không cho xin lỗi làm sao? Thôi bà này là tính thiệt hả, không thèm ăn cháo nhà bà. Nhất là hả cái quán quầy heo này thấy gớm vậy sợ. Ủa rồi cái máy bay đây phi công đâu má? Để chấm điểm thì biết ai đậu ai rớt chứ trời. Ủa trời ơi, mọi người làm quảng quá, cái phi công đi kiếm máy bay khác rồi. Thôi để tôi điện đi. Chạm. Gọi liền bà. Ôi gọi liền nè. Alo. Thuê bao rồi. Không để nhắn tin, Ủa sao tin nhắn gửi không đi con ơi? Trời ơi, bị chặn rồi. Ủa chặn là sao? Là dì Ngọc bị lừa. Ủa dì Ngọc bị lừa là sao? Bị dụ rồi đó. Ủa bị dụ lấy gì? Trời ơi, là mất tiền á. Mất tiền là của mình tôi mất hả? Bà chứ ai? Sao người ta lừa tôi được? Bộ tù của bà nó tù không? Tại sao thì trả lời cho bà nghe đi kìa. Ê, anh chết. Mọi người hiểu lầm hết trơn rồi. Hiểu lầm không? Hả? Hiểu lầm không? Ê, cái vụ gì vậy? Tự nhiên bắt người yêu tôi vậy trời. Yêu tôi mỏ mà. Này bà nghe nó nói nè. Ngọt à, em phải tin anh. Tốt, kêu tin kìa. Cứu anh. Ông bắt người không có bằng chứng là ông phạm pháp đó nha. Thôi tới bây giờ mày vẫn còn chối hả? Bây giờ mày nói không? Ok, cái mỏ đó cho cái mỏ mày bây giờ à. Cứu anh. Đó, tao cứu anh không mà bằng chứng đâu. Cứu bà nội mày. Đó, nói là cái người chuyên gia lừa gạt tiền bạc của người khác, đặc biệt là những người nhẹ dạ cả tin giống như bà đó. Tôi không có tin, bằng chứng đưa ra đi, ông muốn nói gì nói hả? Bảo. Con. Con với cha con đi bán dây chai nhiều nơi ha, thu thập được tin tức nè. Đó, cái hình ổng lừa gạt là người ta ghi quá trời luôn. Còn chối không nữa. Người giống người thôi, em phải tin anh. Em tin anh chứ. Cứu anh. Cứu vô cái đầu mày á, mày nghĩ sao vậy? Tao đẻ mày được nha, mày kêu anh. Bằng chứng ở đây à, còn chối cãi gì nữa. Đưa đi lên phường. Lên phường đi. Nè, tao nói cho mày biết nha, sức dài dai rộng thì lo đi làm kiếm tiền đi, mày lo đi lừa gạt. Đưa nó lên phường cho tao. Đưa lên phường. Đi. Tao quả là theo dõi nó từ lâu rồi. Đúng rồi. Ráng lấy lại 10 triệu nha. Bởi vậy tôi nói mọi người nghe nè, Tết nhất rồi, sơ hở một cái là bọn gian nó vô, nó kiếm chuyện, nó lừa gạt mình. Cho nên là mọi người phải cẩn thận. Ủa rồi mọi người đi đâu vậy? Ê, ủa tôi đang nói mà, tôi vừa lập công mà mọi người. Mọi người đâu rồi? Đi đây nè. Đi đâu vậy? Giỡn chứ ông cho vui á mà. Vui chưa? Trời ơi. Trời ơi, dễ bị lừa ghê á. Cái lỗ của tôi nó rành ra đó rồi, nói chi nữa mắc cỡ chết hà. Trời ơi, nhiều khi ta giúp bà thì bà ở lại bà cảm ơn, chứ tự nhiên là lãng đi mất tiêu à. Không, bây giờ mọi người ai cũng lo về nhà hết trơn á, giao thừa tới rồi. Đứng đây chi nữa? Ủa, trời ơi, đứng đây từ sáng giờ, sắp tới giờ giao thừa rồi. Wow. Dạ.
dắt xe về nhà lo cúng giao thừa. Dạ. Để đi. Thôi về đi đi. Thừa đi vô cúng giao thừa con ơi. Dạ. Thôi đi con. Chạy đó. 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 Chạ